Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Ngọc Lặc. Những tin chính sẽ phát trong chương trình này. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Bí thư Huyện ủy, làm việc tại xã Ngọc Khê. Đồng chí Bí thư Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ tại xã Kiên Thọ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm việc tại xã Minh Sơn. Hội nghị tổng kết cụm thi đua số 3 của người cao tuổi. Tin được một số các hoạt động khác, sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 11 năm 2015, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác của Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Khê về kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2015. Theo báo cáo 10 tháng năm 2015, công tác phát triển kinh tế xã hội xã Ngọc Khê đạt nhiều kết quả khả quan, diện tích gieo trồng 1.542,8 ha, đạt trên 93,3%. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được thực hiện tốt, nhờ đó dịch bệnh không xảy ra, các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, tổng thu ngân sách trên 4.339 tỷ đồng, đạt 83,4%. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã hoàn thành 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hoạt động văn hóa xã hội phát triển, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, các chính sách xã hội chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách luôn được kịp thời, đúng đối tượng. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số khó khăn như tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra, tình hình trật tự xã hội nhìn chung ổn định, nhưng từng lúc từng nơi vẫn còn xảy ra trộm cắp vặt. Công tác xây dựng đảng chính quyền được chú trọng. 10 tháng qua, toàn xã kết nạp được 4 đảng viên. Đảng ủy xã đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động toàn khóa, thực hiện tốt công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp nhân dân tham gia vào các phong trào do địa phương phát động. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Ngô Tiến Ngọc biểu dương những cố gắng nỗ lực của xã Ngọc Khê đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng đã yêu cầu xã Ngọc Khê cần chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, tăng cường kiểm tra tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, có kế hoạch phối hợp tuần tra giữa các lực lượng và các địa phương lân cận để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và chương trình xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế xã hội. Xã triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới các đồng chí đảng viên và nhân dân, nghiên cứu nghị quyết của Đảng bộ huyện khóa 23 để xây dựng chương trình hành động cụ thể cho địa phương, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội, rà soát lại quy chế làm việc đúng quy định và điều lệ của Đảng, sớm chỉ đạo các chi bộ gắn đánh giá đảng viên với tổng kết công tác đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2016, giảm diện tích cây ngô trên đồi núi, tăng cường công tác trồng rừng, lãnh đạo chính quyền quản lý tốt đất đai, đặc biệt là dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công chức, các đoàn thể chính trị quan tâm đến tình hình đời sống của nhân dân, các gia đình chính sách, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đề ra. Thực hiện chỉ thị số 10 CTTVK ngày 31 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định số 1051 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chiều ngày 3 tháng 11 năm 2015, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện về dự buổi sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn Thọ Sơn, xã Kiên Thọ. Chi bộ thôn Thọ Sơn, xã Kiên Thọ có tổng số 8 đồng chí đảng viên. Những năm qua, hoạt động của chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tương đối tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ theo quy định của điều lệ đảng. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ thay mặt cho chi ủy thông báo thông tin nội bộ về sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng của Ban tuyên giáo huyện ủy, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ do chi bộ đề ra trong tháng trước, phân tích nguyên nhân, những việc đã làm, chưa làm được và chỉ rõ trách nhiệm cá nhân. Trong sinh hoạt, chi ủy cung cấp một lượng thông tin mới cho đảng viên, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, thể hiện tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, động viên đảng viên nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự duy trì sinh hoạt có nền nếp của chi bộ. Đồng chí Bí thư chi bộ đã điều hành cuộc họp một cách linh hoạt và khoa học, truyền đạt thông tin ngắn gọn để mọi người nghe và hiểu biết. Đồng chí cũng khái quát tình hình chung của nhà nước,
tỉnh, huyện tới các đồng chí đảng viên trong chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đề nghị chi ủy, chi bộ nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nội dung sinh hoạt ngắn gọn, rõ ràng, đi vào những vấn đề cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm. Nên có sinh hoạt chuyên đề, tập trung phân tích, lý giải và đề ra những giải pháp, những vấn đề nổi bật, vấn đề cấp bách do tình hình mới đưa lại cần giải quyết. Trong quá trình sinh hoạt, bí thư chi bộ tạo môi trường, không khí dân chủ, cởi mở để đảng viên tự giác bộc bạch suy nghĩ của mình, gương mẫu tự phê bình và phê bình, chỉ đạo nhân dân thi đua lao động sản xuất, quan tâm đến việc phát triển đảng viên mới, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Chiều ngày 5 tháng 11 năm 2015, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện do đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Minh Sơn về tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2015. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện, văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. Trong 10 tháng qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt sự đồng thuận cao của nhân dân, nhìn chung kinh tế xã Minh Sơn có bước phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Số hộ làm ăn khá giả ngày một tăng, giảm đáng kể số hộ nghèo. Văn hóa xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Nét nổi bật là nhân dân đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới, toàn xã đổ được 2.819 mét bê tông, trong đó nhân dân đóng góp là 559.282.000 đồng và hàng trăm triệu đồng tu sửa, chỉnh trang lại nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã thể hiện rõ sự suy tư, trăn trở, mong đưa kinh tế, nông nghiệp, nông dân trong xã phát triển xứng tầm với tiềm năng lợi thế của xã. Bên cạnh những mặt đã đạt được, xã còn một số hạn chế, đó là kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp, thu nhập của người dân còn thấp hơn mức bình quân chung của huyện, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công tác an sinh xã hội, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Tại buổi làm việc, một số ý kiến thảo luận kiến nghị huyện đầu tư kiên cố hóa kênh mương và sửa chữa đập Bãi Lai, kích cầu làm đường giao thông liên thôn, xây dựng đền thờ Lê Lợi và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giải đáp những thắc mắc về đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các thôn cần tập trung cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt chỉ đạo các tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 36 của Ban Thường vụ Huyện ủy và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện nghiêm cơ cấu mùa vụ, thúc đẩy chăn nuôi trâu bò, lợn, gà theo hướng gia trại và trang trại, cử cán bộ bám địa bàn theo dõi sát sao tình hình đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí cũng ghi nhận sự năng động của cán bộ trẻ đã góp phần đưa kinh tế phát triển. Để Minh Sơn phát triển, xã cần quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục, coi giáo dục là quyết sách hàng đầu, động viên con em đi lao động xuất khẩu lao động, tăng thu nhập. Về lĩnh vực kinh tế, phát huy thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quy hoạch vùng trồng cỏ dê, phát triển chăn nuôi. Ngày 5 tháng 11 năm 2015, Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015, nhiệm vụ năm 2016, cụm thi đua số 3 gồm các huyện Thạch Thành, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Như Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Mường Lát và Quan Hóa. Dự tại hội nghị có đồng chí Lê Bạch Lan, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cụm số 3 về dự hội nghị đông đủ. Năm 2015, cụm thi đua số 3 Hội người cao tuổi 9 huyện miền núi không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đến nay, cụm số 3 có trên 60.000 hội viên. Trong năm 2015, kết nạp thêm 4.400 hội viên. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt hội đạt 90%. Cụm thi đua số 3 đã xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương hội phát động, gắn với việc tổng kết biểu dương phong trào thi đua tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010-2015. Nổi bật là công tác chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi tham gia các chương trình kinh tế xã hội tại địa phương và công tác xây dựng tổ chức hội. Hội người cao tuổi các huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước với hàng vạn người cao tuổi như tổ chức chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi và tặng quà. Công tác vận động con cháu, dòng họ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi được chú trọng,
Đến nay, các huyện đã xây dựng, quản lý, sử dụng có hiệu quả các quỹ người cao tuổi với tổng số tiền ủng hộ trên 400 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được các địa phương duy trì thường xuyên. Huy động y tế, bệnh viện cùng tham gia. Năm 2015, hơn 20.000 lượt người cao tuổi tại các địa phương được chăm sóc, tư vấn sức khỏe, đem lại niềm vui cho hội người cao tuổi. Hội người cao tuổi các huyện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào gìn giữ vệ sinh môi trường, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, phát triển câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát triển. Tại hội nghị, các đồng chí hội người cao tuổi các huyện cụm thi đua số 3 đã đưa ra các ý kiến thảo luận phong trào hội, công tác lãnh đạo của hội người cao tuổi các huyện, qua đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Ngọc Lặc đã động viên những thành tích công tác trong những năm qua. Hội người cao tuổi huyện Ngọc Lặc nói riêng và hội người cao tuổi cụm số 3 đã tích cực chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia các phong trào tuổi cao gương sáng, củng cố tổ chức hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi trong cụm, góp phần đổi mới quê hương giàu mạnh. Cũng tại hội nghị, hội người cao tuổi đã bầu ra cụm trưởng hội người cao tuổi nhiệm kỳ mới và bình xét khen thưởng lên hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Ngọc Lặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.